Mấy anh em làm được không? Được rồi. Hả? Chắc là được rồi. Cho bao nhiêu điểm? Chín điểm. Hả? Chín điểm hả? Sao không anh mặc làm ngơ không vậy ta? Mà nay em thấy sợp đó. Anh của em giỏi không? Không mới làm á. Hả? Mới làm. Đóng cửa lại coi, đóng cửa lại coi, nhìn đẹp dữ không? Đóng cửa lại. Mới làm. Dưới cái thau. Mới làm á. Sợp ở đây đứng luôn hả? Rồi, đẹp trai bộ. Quay mặt ra liễu. Liễu, đứng sát vô. Liễu với sợp giống hơn là Tuấn. Tuấn với liễu. Sao mà nghe ngùng dữ vậy? Đứng sát sát vô coi. Hai anh em ra làm gì sợp, làm liếc em chứ hả? Hả? Thương nữa không? Cả không luôn hả? Kìa. Quay ra liễu. Gà chung một mẹ mà. Sao thương? Gà chung một mẹ chớ hoài đá nhau. Có đá nhau không? Bây giờ tặng cho em triệu để em không cho đâu ông ơi, để cho chúng dụ anh nữa. Anh em dụ mà tiền cho ai không em không cho kỳ vậy. Chúng dụ nữa đó, để cho biết mặt. Chúng dụ cho biết mặt. Ai đâu dụ được sập. Sập có. Dụ đâu dụ sao dụ được? Người ta lớn nhà dụ vậy đâu khoan nít đâu dụ. Dễ dụ được hay sập? Dễ dụ. Sao dễ ăn lắm. Dễ hoài bự. Sao dân mười mấy triệu? Dân cái đất hả? Rớt hả? Vô bán bia, vô cho bao người ta dụ vậy mà. Mà bỏ nó hoài bây. Mày mày chọn điểm yếu tao không mày? Ủa vậy là có hả? Có. Mất bỏ đi. Chuyện quá khứ hết sạp. Rồi cũng đau lòng quá. Nhưng mà nói chung là nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi. Đừng nói dầm nữa nha. Mày nói đâu trời. Tại vì mỗi lần anh xuống là Liễu nó đều báo cáo là em cứ đáy trong quần miết luôn. Nên là mình thanh niên mình rút kinh nghiệm là không có đáy nha. Một tuần thì mình đáy 7 ngày phải không? Rồi bây giờ một tuần đáy khoảng 5 ngày thôi. Còn 2 ngày cho khô gáo nó sạch sẽ cho nó mát mẻ nha. Mấy ngày luôn. Gì 7 ngày luôn? Giọng á. Giọng á. Không trời. Ủa ai anh ơi em? Anh ơi em. Anh hả? Sập anh hả? Ủa sập thứ hai mà. Đúng rồi. Ừ, lớn trong nhà nhất. Trời ơi chồng luôn mà. Lớn trong nhà mà có nên thân đâu. Ừ, bởi vậy em uống nó đau quá trời luôn mà. Giống như mọi khi mà gia đình làm cái gì em đều phụ. Ai cũng thương em hết. Rồi làm bao nhiêu tiền đưa cho mẹ giữ. Đó, như vậy mới gọi là người con có hiếu. Không? Mẹ giữ để làm gì? Mẹ giữ để xem vàng sau này cứ vợ cho em nữa chứ bộ. Tại vì ông muốn vợ quá trời mà. Không bây giờ kêu 1 2 3 cái đưa cái 1 hết không được đâu, đưa từ từ đi. Dễ ăn được 1000 thôi. Có, từ đó ta đưa 500 rồi đó. Ồ mai mốt ta đưa nữa nè chứ giỡn hoài. 500 rồi là nghe nói là không có đưa lại, không có đòi lại. Ừ. Có đòi không? Không đưa ra, thiệt ai giữ. Giỡn đồ mai mốt ta làm ta về ta đưa nhóc luôn đó, đưa từ từ. Giờ đưa 500, mai mốt đưa 1 triệu. Không có, giờ đưa 500, mai đòi lại 1 triệu. Mai đòi 1 triệu à? Có không? Không đọc dễ gì sọt sọt anh hùng lắm chứ bộ giỡn hoài thôi giỡn hoài thử coi có đòi không biết liền nha. Làm gì cái cây có tội tình gì mẹ nó vậy. Gom đâu gom ta có đòi đâu nói à, mấy mốt ta còn đưa nữa đó chứ đó nói không có đâu dễ gì nhắn sập. Trời ơi ta anh hùng mà giỡn hoài, ta tin sọp mà chứ không phải tin bèo đâu. Đúng ra là mấy mốt đặt sạp là tên biết gì không? Kẹo. Kẹo kéo á. Kẹo quá trời kẹo. Không có mà hết kẹo rồi, kể từ ngày hôm nay hết kẹo rồi. Nếu sạp này mình xuống thường xuyên là sạp này sẽ thay đổi nè. Ừ. Thật sự luôn á. Cũng biết rồi thấy không? Hồi xưa giờ là cũng dỗi bà cô bà kể, đâu có cho xu nào đâu. Ừ. Cái hôm nay nó viết dầm như nghe thấm mà sao á. Phải không sạp? Thấm không sạp? Hả? Thấm không? Thấm. Tại vì thấm cho mẹ 500. Cho 500 á. Đó ra 200 đồng chưa cho đó. Mà ta không đòi lại đâu. Dễ gì. Trời ơi ta tin sợp mà. Dính áo trời ơi mới mua áo dính hả? Lấy áo liễu mặc đỡ. Liễu liễu ngồi đây liễu hỏi chuyện chút xíu rồi liễu. Mà tại sao mà em cứ gặp anh là em nói sợp đá dầm không vậy? Hả ba không? Có không à? Không dù không ta nghe. Nói vậy là quan tôi việc. Tao tính dầm hàng cái nữa. Bữa cái nữa. Cũng kéo đi. Dẹp đi. Ông cầm thử ớn quá. Không có nói vậy nha. Anh mình hả?
Tôi giặt nè, ba đắp cái mền á. Giặt cái gì? Giỡn thôi. Có ai đâu mà nói hoài vậy? Kêu anh chứ mày gì? Kêu anh đàng hoàng. Đấy, người ta cho dù người ta như thế nào cũng là anh mình nha. Mình kêu vậy là mình hổng đó. Ơi, ngồi xuống đàng hoàng, ngồi nhóm nhóm chân vậy. Con bú này, em con chỉ là lớn hơn Tuấn thôi. Với thằng Hẹn thôi, tao này là anh hai, phải không anh Hẹn? Ủa sợ? Anh hai kêu cục kẹo. Bây giờ em thích nó kêu em bằng anh hai hay kêu bằng tên? Anh cục kẹo, kẹo anh cục kẹo nữa. Thích nó kêu bằng anh hai hay là bằng bằng một tên? Kêu chua. Vậy hả? Kêu anh chứ. Nhưng mà em với con Liễu ai lớn? Lớn. Hả? Minh Sợp lớn. Minh Sợp lớn hả? Tuổi nhiêu tuổi? Tuổi gì trời? 95 đó. 95. Gì 95? Tuổi năm 1995 hả? Ừ. Trời ơi, 95 mà 95. Mới là mấy à? Em mới là mấy tuổi? 95. Ăn tao à. Coi 95 là nhiêu ta? Mới có 23 hả? Đúng rồi. 95 2005. 95. 2005 rồi 2025. Em 15, 25, hai mấy tuổi hả? 25 mới là hai mấy hả? Ủa, 95 là 28 hả? Tôi cũng không biết luôn. Tuổi chuột, tuổi gì trời? Không, tuổi chuột mà đâu, 95. Có, bữa coi giấy chứng minh sinh năm 1985. 55 là 95 kìa. Ông gì á, ông không biết tuổi mà. Biết tiền không à? Biết tiền, biết tiền đâu thấy đếm tiền. Gì mà em nói, em biết tuổi à. Đúng không? Em hỏi nó lại coi, nhiêu tuổi? Nó biết tiền không á? Sợ. Hỏi nó coi nhiêu tuổi? Nhiều bé đứa tuổi, nhiều tuổi. Chưa qua chữ mua không nuôi đâu. Không nuôi ai? Không nuôi Liễu. Không nuôi trời. Liễu đâu rồi? Biết được chữ gì nè. Liễu. Bảy rồi nè, bảy rồi nè. Vô đây xin lỗi nè. Là em mà không nói vậy được hả? Ra đây coi. Nói gì kỳ, mình phụ nữ mà nói chuyện gì kỳ vậy? Ăn nhậu không à? Tiền ăn nhậu cho dù cỡ nào cỡ vô. Ăn nhậu xin tiền mày không? Mày nói. Tiền không biết mua đồ ăn. Ai mua người bập bờ. Nhìn mày. Anh em không à. Hòa thuận đấy chứ không có vậy được. Em không có kêu sợ bằng tên nha. Em kêu vậy là em hổn đó. Em kêu như vậy là khán giả không có thương mình đó. Không có cái thái độ như nãy nha, không có vụ đó. Chuyện kỳ vậy. Ê, đừng dựa vô đó, nó còn ướt. Có đồ dính đài với mày ra đâu. Bởi vậy mới chửi tao hoài, tao buồn mới vậy chứ đâu phải. Mà tại sao vậy? Sao mà thằng tướng nó không cự mà cực này là tại vì ông này ông là biến, nhưng mà giờ ta thay đổi rồi, bữa nay ta làm rồi đó. Ông làm mà ông không có đem tiền về cho mẹ nên con nhỏ này nó cũng tức. Nhưng mà nói gì nói Sạp vẫn là anh của em, mẹ không có lực vậy nha Sạp. Chứng tỏ anh hai là sao, như thế nào? Móc tiền đưa cho mẹ hết liền, đưa mẹ giữ. Dễ móc, dễ móc được cái lười em. Tiền em tao giữ không luôn rồi đó. Tiền ai tao giữ đó. Rồi ví dụ như bây giờ mẹ giữ thì sao? Nó cho mình chứ anh hai mà đi dùng những cái lời không hay gì vậy, mình phụ nữ mà. Ông Sạp này cũng dữ lắm, quậy đập đồ rồi dữ lắm. Yeah, có luôn hả? Trời ơi, đập bánh tiếng luôn. Sao đập? Sao đập? Làm gì vậy? Xỉn hả? Xỉn rồi ai cự nó gì? Còn hiện trường luôn. Đâu cái tay bị đạp đâu đó, đứng ngang luôn á. Mà sao đạp chi cho đứt tay vậy? Đập kiếm. Rồi lúc đó là bức xúc vụ gì kìa? Biết tự là không có gì đâu. Tờ, vậy là xỉn vô hả? Thằng men giáo chủ qua kêu hả? Tự nhậu đập luôn. Ngồi xuống coi. Ừ. Vậy là lúc đó tại vì bị mất lý trí trong thời gian thôi. Tự đập à. Nhưng lúc đó em có cự sợ không? Không, tự đập à, xỉn đó đập à. Đứt tay luôn, cái này nặng hả? Đứt ngang răng luôn mà. Rồi đứt răng luôn hả? Ừ. Nói là sao? Chứ chỗ nằm men á. Bây giờ tay có tạc luôn đó thấy không? Có tạc luôn đó. Không, chưa về chưa bao. Lâu chưa, lâu chưa, lâu chưa. Đâu rồi, chưa về chưa cái sáng 1 rồi. Ừ, mày giờ ta hết rồi, hết vậy rồi. Liệt luôn đó. Liệt đâu liệt, ta còn dám lúa hoài liệt gì? Về bữa đi dắt lúa nữa. Ừ. Đi ăn tẹt rồi. Vậy hả? Về bữa đi dắt lúa có về nhà không? Hả? Về em về trời. Về sống về trời. Mà hỏi thiệt luôn nè, trả lời thiệt nha. Em thương Liễu không? À. Kìa. Thường Liễu thương anh Sợp không? Kìa, anh em phải thương nhau chứ. Tiền ai để xài hả? Thì tiền ai để xài thì cho vậy đi, nhưng mà anh em ruột mà. Anh em như môi với răng, môi hở răng lạnh. Ai không thương ai. Sao kìa? Tiền ai để xài. Rồi em thương con của Liễu không?
hả? Còn cháu mình mà sống thương được con nó lăn lít mà người ta xin em cho không? Con mấy đứa làm gì làm nó không không quan tâm hả? Mà nói gì nói nữa sau này Liễu sinh con ra không có quậy nghe không? Ai làm con không biết Liễu làm gì làm tôi gớ đâu trời ơi. Đại tháng ở nhà không có về nhà. Đại tháng có nhà không? Không. Trời đại tháng về cậu hai mà. Đại tháng về tặng quà cháu rồi chứ. Đại tháng về nhà đi rủ anh em xuống nhậu rồi chứ. Biết nhậu không? Biết nhậu không? Biết nhậu không sập? Biết chứ. Trời. Mấy anh em mình làm xương xương này chơi không? Trời ơi. Ngủ sợp như lúa đổ bầu ta. Không. Ta nhậu à, có lý không? Được mạnh không? Ừ, được lắm à. Thôi giờ vô đo thử nè quay. Còn bia mấy con trái bia mà còn mấy trái bia. Dứt thử ai hơn ai nè chứ đừng nổ tôi à. Làm gì liệu? Còn mấy trái bia. Không mà giờ nghe lời anh nè. À. Anh nói không nghe anh bỏ em luôn nha. Nói chuyện với anh đàng hoàng không có kêu mày tao nha. Còn mấy trái bia không à? Nghe không? Đánh chung lãng hoài. Nói là phải nghe nha. Anh em trong gia đình mà kêu mày tao vậy đăng lên mạng xã hội ai cũng cười mình hết á, mình là con gái nữa mình nói chuyện với anh kỳ á. Cái này là la dạy dỗ em thiệt á chứ không có kêu sợ bằng anh dính, nha. Dính rồi. Ủa bạn lộn, không vui có kêu sợ bằng tên nữa nha. Kêu anh Hê. Còn không thì kêu anh Sợp. Kêu anh Sợp cái coi. Nghe cho mùi mẫn coi. À, không kêu là bỏ luôn. Không kêu là bỏ luôn, không xuống luôn. Thấy ông này ấy ăn hiếp ổng. Ông này cũng bậy quá. Còn tướng cũng vậy, kêu Liễu bằng chị chứ không có kêu bằng tên nữa. Gia đình hình như là từ trên xuống dưới luôn. Không có ai lớn nhỏ gì hết. Không cho nhiêu cho hả? À, hẹn cũng kêu mấy này cũng mày tao luôn. Là thằng Út á. Hẹn đem gì mấy triệu đó, bằng tới đó. Xong rồi. Thằng tướng nó lấy đó là cũng giữ cho gia đình thôi. Đó mà anh đi chợ á. Ừ, đi chợ. Nhưng mà hẹn đi làm rồi thì đem tiền về phải không? Thằng này đâu có đưa đâu. Nó ta đưa rồi đó. Hôm nay cái giò đó có ai nuôi? Cái giò tấn. Đưa có triệu bạc nữa. Chứ hoài. Cái giò tấn hầm vô là mà ai đưa. Đưa hầm hạng đem về mấy triệu. Rồi mày khó nói mày. Đem về mấy triệu. Thằng Sớm nó kể là lúc thằng tấn đứt cái chân á là chấp đi nắp từ đây tới đây nè. Ôi sao bị vậy kìa? Cái xe. Rồi đi đi làm ủa, tao đi với vết, đi giữ vết. Dưới kinh mũi thôi lọc rồi ông này mới ông ứng tiền trước mười mấy triệu gì đó ông mới đưa cho ông Sợp đi nằm bệnh viện cắp cái cây inox vô cái chân phải không Sợp? Bởi vậy hả ra giờ là cái gì ông kể lại đó ông nói ông có cũng có giúp cho gia đình cái giò tấn nằm bên thân thậm chuyển mà mang với ông nuôi đâu nuôi tấn ở đâu thì đúng rồi anh em thì thôi giúp đỡ lẫn nhau đúng rồi chứ đâu gì đâu ông đội không cho mấy chục ngàn không đội vậy đó mà tiền không có xin đồng bạc nào với lại nói em nghe nè. À, em có tiền thì em cũng mua đồ ăn với gia đình nha. Mua đồ ăn cho mẹ cho mấy đứa em nó ăn à, rồi lâu lâu đó giờ tao mua này nói gì bây giờ nếu bây giờ tiền em nói em không đưa cho mẹ giữ thì lâu lâu em cũng đưa mẹ vài trăm để mẹ đóng tiền điện nè tiền nước nè tiền nước mua đồ ăn nè để đường nước để nhiều khi mẹ bệnh hoạn là sao thuốc men sao tiền nước để tôi đóng đó đó đâu giờ có đóng đâu tôi đóng không à. Ủa sao mới nói tiền nước để tôi đóng? Nói vậy chứ có đóng đâu. Không có đóng. Ủa, từ đây sắp tới đóng không? Ừ. Nó thấy chưa? Để tôi đóng. Ờ đó. Đó thấy chưa? Ta chơi sọp đàng hoàng. Chứ không phải chơi bèo đâu. Không phải chơi kẹo. Truyền hình đó ai coi truyền hình không có có gỡ cái truyền hình á. À. Ai coi truyền hình tôi coi điện thoại không? Ờ, không gỡ tivi hả? Coi cảm ứng không? Cảm ứng. Mà tiền điện đóng 1 triệu đó em chịu đóng không? Bà liệu coi tôi không có coi truyền hình. Sạp. Tiền điện đóng 1 triệu đó em đóng không? Bà liệu coi không có... Hỏi cái vụ tiền tiền điện nước kìa, 1 triệu đó em đóng không? Nói là phải giữ lời. Đóng. Đóng không? Tôi đóng cho tôi đóng. Đóng không? Đóng tiền nước, tiền cây nè tôi đóng. Ừ, đóng tiền nước thôi. Mới đóng. Đóng tiền nước cây nè tắm nè. À, nước cây nè là đóng thôi, tiền điện không đóng hả? Ừ, truyền hình đóng có coi. À, ý nói là truyền hình không coi là không có thao điện, không đóng tiền điện. Tiền điện là không chịu. Chỉ đóng tiền nước thôi. Ý ông nói là ổng xài nước này nè, ổng đóng. Thôi vậy cũng được từ bước đi. Từ bước. Vậy là cũng có phát triển tốt rồi. Vậy đóng tiền nước rồi đó nghe, không có liệu không nói khơi đó nghe. Giờ là anh hai là đóng tiền nước đó, đừng giỡn hoài anh hai anh sợp mà giỡn hoài tao chơi sợp lắm. Đó, đưa mẹ 500 rồi đó, mai mốt đóng tiền nước nữa nè, giỡn hoài. Rồi mai mốt cháu thôi thì tháng cháu tao tặng quà rồi nữa giỡn hoài. Rồi để đó tới đó coi giỡn hoài nói gì sao được. Chưa tới mà. Đúng không Sập? Trời chừng. Sập nói là tới đám đại tháng của cháu là mua
sợi dây chuyền tặng luôn mà. Phải không Sập? Tặng không? Sập? Cái gì? Tặng không? Mua sợi dây chuyền tặng cháu phải không? Hôm bữa nghe em nói đó. Hay là nay rút lại? Chưa biết trời. Ê ba cái tiền giữ kỹ nha. Đừng có đi nhậu xỉn làm mất cái tiêu luôn. Tiền công sức mình. Công sức mình dắt lúa cực lắm nha. Ha. Tiền mà người ta bỏ túi đồ tắm đem theo à. Không có. Ừ, bỏ lắm. Đừng có xỉn quá, nhận nhậu xỉn quá người ta dụ mình mất tiêu chết tiêu. Công sức đi làm cực khổ nha. Ừ, kiếm từ đầu được cắt. Ừ. Tiền đó mười mấy triệu đó là dắt biết bao nhiêu lúa nó nặng tháo mồ hôi hết á. Giữ cho kỹ đừng để người ta dụ mình nha. Ừ. Mà Liễu với Tuấn nhiều lúc cự em buồn em giận không? Đó, chủ hoài. Má, buồn giận không? Tuấn đủ với đủ má mày cuốn đồ bi đi mày. Mày giận không? Nó đuổi hoài tao đi hoài đó, em đi xuống cái mùi ngủ dưới sáng nó về. Vậy đó hả? Quậy quá mà. Hôm nay xuống là em xuống bằng heo với cái thằng Lộc với. Ừ. Thì đừng quậy nữa thì đâu có ai đuổi. Mày mốt đóng tiền nước được rồi là đâu đuổi nữa. Nói chung trong gia đình là em có trách nhiệm là không ai mà đuổi ghét em hết á. Tại em không có trách nhiệm á. Đúng không? Mình con trai đầu lòng trong gia đình mà. Mình là anh cả mà. Mình phải làm sao cho em Út nó noi gương mình theo mới được chứ. Em thấy anh Tuấn nó cực với em không? Ủa nó cực với gia đình không? Đủ thứ việc hết. Bởi vậy em về nhà đi nhậu chủ bài kia lên nhậu chủ bài. Ai? Bạn Tuấn Lầy trong. Tuấn Lầy nào? Bạn nhậu chung Tuấn á. Em biết không? Thôi người ta mấy thôi thích chửi người ta gì chửi hoài nhậu hoài rủ xin tiền hoài xin rủ tấm nhậu hoài tấm ra về dưới đi xỉn thôi. Ừ. Thôi tắm rửa gì đi rồi tắm tắm đi về nha. Rồi chút sức khỏe giữ tiền kỹ nha. Ừ. Mới muốn tắm tiền nước nha. Ừ. Rồi hứa rồi đó có lý rồi đó nha. Rồi tao sợp mà chứ không phải bèo đâu giỡn hoài tắm rửa đi uống phê coi. Ừ. Okay. Đó.